các bạn. Đây là cám chim mình đã rang với lại bơ nha các bạn. Đây, cám chim rang với bơ. Còn đây, đây là cám gà mình đã rang chung với bơ các bạn. Để cám gà của ta nó tránh cái mùi hôi nha các bạn. Nó chỉ có mùi tanh với lại mùi 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 thơm khác thôi. Rồi đây là hai thành phần. Cám chim rang bơ, cám gà rang bơ. Là sữa chua. Nó tạo mùi chua lên men nhanh. Mồi này chúng ta đơn giản lắm. Đi một. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chọn mồi cho bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cám chim vào nha các bạn. Mồi này để chúng ta câu đơn hoặc câu lăn xê. Lỡ mà các bạn đã muốn câu lục á, các bạn ủ 2 đến 3 ngày nha các bạn. Càng lên mùi lên chua càng tốt các bạn. Đây là cám chim của chúng ta. Mình cho một ít thôi. Rồi đây là cám gà. Cám gà cũng vậy. Cám gà rang bơ này. Cám gà gà rang bơ này mình sẽ cho nó đi từ 2 đến 3 muỗng các bạn. Đây. Một muỗng nè. Hai muỗng. Mình sẽ cho 3 muỗng cám gà rang bơ nha các bạn. Rồi ok. Đây mình sẽ trộn này là trước. Mình sẽ thêm một ít cám chim rang bơ nữa. Rồi ok. Cám chim rang bơ không thì nó cũng có chưa ngon đâu các bạn. Mình bỏ thêm bơ 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 nguyên nữa, chưa có rang bơ nữa. Cho mình sẽ chia nước vào nha. Chia nước vào cho nó nở ra. Rồi. Mình đã chọn phần này lên trước. Cám chim với cám gà rang bơ này rất là lâu tan các bạn. Bạn phải trộn để nó thật là nhiều nước vô. Cho nó nở nhanh. Bạn thấy không? Mình chưa có trộn mình mới nước thôi mình trộn thôi mà nó đã lên mùi rất là thơm các bạn. Thơm gắt nha các bạn. Rất kích thích cho chúng ta câu nhiều loại cá. Là lên mùi rất nồng nặng các bạn. Mình trộn mồi mình còn chịu không nổi mà. Đây mình trộn mình. Bạn nhận tồn mà một đăng là cái mồi của chúng ta sẽ rộng nó khô đi nó không nó nở mồi ra chứ không còn ướt nữa nhão đâu các bạn bạn cứ yên tâm bạn trộn bạn không thể nhão đâu mồi này mình làm rất là đơn giản các bạn nhưng mà nó đủ đủ đủ, đủ mùi đủ vị. Và mình cũng xin nói luôn tất cả bài mồi mình đăng ở trên trên YouTube này là mồi của mình tự chế hết chứ không phải là mình học hỏi ai nha các bạn. Nếu các bạn thấy bài mồi của mình hay thì các bạn cho mình xin một like và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để xem những bài mồi mới của mình, ủng hộ kênh cho mình để kênh mình càng ngày càng phát triển nha các bạn. Rồi vào vấn đề chính, mình sẽ trộn cái mồi này thật là đều. Nhiên cám chúng ta đã rang lên rồi với cám chim trộn chung với nhau mồi ta rất là dẻo rất là bền lâu. Chút nữa mình trộn thêm một vô nữa rất là dẻo nha các bạn. Các bạn cứ yên tâm bạn làm bằng câu nha, không sợ rã đâu. Bạn quăng lên xe khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng không mà rã mồi đâu nha các bạn. Bạn yên tâm nha, bạn chỉ cần bạn đừng có quay cần máy lăn xe là được, là mồi ta cũng yên dưới. Trước khi chúng ta câu chúng ta phải gắn xốp vào trong lưỡi câu là mồi chúng ta sẽ nằm chung với lại lưỡi câu. Cá tới đó ăn nó sẽ hút mồi, lưỡi câu xốp với răng miệng nó sẽ câu mồi chúng ta sẽ được lên cá nha các bạn. Bạn mà làm mồi này bạn sẽ không bị món nữa nha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ bỏ đi một vô. Cái gói đem một này chúng ta nó có mùi đặc biệt các bạn, nó có mùi chua, mùi thơm, mùi hăng, mùi tanh, mùi nồng. Rất kết hợp cho chúng ta câu nhiều loại cá cho các bạn. Mình sẽ bỏ nửa bịch.
Khi mình đã đam mê câu cá rồi thì mình có không nghĩ đến tiền bạc nha các bạn. Yêu cầu là mồi xuống có cá là mình là ok. Đây. Mình chọn ít một trước. Mình sẽ chọn cái phần này lên. Mình thấy không? Khi mình bỏ đi một vô rồi, mồi của ta nó đâu có nhão đâu. Sẽ động nó khô lại liền. Rồi giờ mình sẽ trộn này trước. Sau khi mình đã trộn xong, mồi chúng ta rất là khô nè các bạn nè. Đây, rất là khô rất là tơi nè. Độ cái dính nó rất là cao nha các bạn nè. Rất là dính nha, nè. Nè, rất là dính nha. Hợp cho ta coi coi lăn xe cô đơn nha, nè. Rất là dính nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bỏ thành phần cuối cùng nữa đó là sữa chua. Sữa chua Vinamilk. Có đường hoặc là không đường gì cũng ok nha các bạn. Mình sẽ bỏ vào đây một ít sữa chua nè. Để lên mùi lên men chua nhanh. Đây. Mình sẽ bỏ vào đây một ít. Rồi. Sẽ múc muỗng đi. Đây bao nhiêu đây? Sữa chua. Hai muỗng như vậy. Ok các bạn. Xong. Mình sẽ trộn này lên. Các bạn nhớ là trước khi mình đi câu là mình làm trước một đêm nha các bạn. Ví dụ sáng ngày mai mình đi câu là hôm chiều hôm nay là 3-4 giờ và chiều mình làm xong là mình làm khô. Khô giống như mình vậy nè. Sáng ngày mai giờ bạn câu, lỡ mà bạn câu bạn thấy nó khô quá thì bạn trộn thêm một ít nước nữa. Vừa đủ, đừng được cái tránh nó nhão. Nếu mà bạn mà ngày mai bạn câu mà thấy nó câu được rồi ok, mà nó còn nhão nữa thì bạn trộn thêm cắm chim vào nha. Để cho mồi chúng ta nó dính lại. Là cắm chim bạn đừng có trộn nước luôn, là mình là trộn thẳng thẳng vô trong cái mồi ướt của mình luôn nha, để tránh tình trạng nó nhão mồi nha, không có cái dính cao nha. Còn không nữa các bạn bỏ thêm đi một vô ok nha. Rồi ok, bài mồi chúng ta đã xong. Hôm nay mình làm bài mồi mới để cho các bạn tham xem tham khảo. Bài mồi cám rang bơ nha các bạn. Nghe cái tên rất là lạ, rất là hay. Cám chim rang bơ. Ok, mồi chúng ta nó có mùi thơm, chua, tanh, khét, hăng. Nó có mùi nồng nha các bạn. Rất hợp cho chúng ta coi như loại cá. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái clip làm mồi của mình nha. Các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình, để kênh mình ngày càng phát triển nha các bạn. Xin chào và hẹn bạn ở lần sau. Xin chào.